Xin mời Thúy Dương. Em nói cách làm. Dạ em Yến ở đây, Yến thì rất là đắt cho nên là em chỉ dám là trưng với đường phèn cách thủy. Còn hạt sen thì em luộc, em nhặt sạch và em luộc cho nó dừ. Và em lấy nước dừa, em trưng cùng với lại đường phèn và em đổ hạt sen vào, sau đó em đổ Yến vào để em sau khi Yến trưng xong rồi em đổ Yến vào cùng với lại một chút gừng. Nhiều này. Dạ. Yến nhiều này. Một bát này 2 triệu thầy. Tại ba bát ở ngoài có 500.000 thôi nhưng mà đi qua hàng Yến thôi ạ. Chứ không được Yến ăn Yến. Rất là lạnh. Dạ em thích ăn lạnh tại vì là khí hậu trong này rất là nóng. Sáng nay cái món của em cũng rất là đơn giản. Chiều nay em cũng không có một cái gì mới mẻ hết. Em cũng không có một cái gì gọi là để chứng minh rằng em có sự khác biệt với một cái nguyên liệu giá trị như thế này. Tôi nghĩ em đương rơi vào vòng nguy hiểm. Tôi thấy là hôm nay là hình như không may mắn cho Thùy Dương. Một ngày không may mắn. Chọn Yến, nguyên liệu rất là khó để chế biến. Em không làm gì có ý tưởng mới. Cảm ơn em. Mời em. Xin mời chị Minh Thủy. Khi mà tôi chế biến cái món chân giò thì mọi người nói rằng là nếu giá như là chị chế biến nấu với lại atiso thì ngon hơn. Thì tôi cũng chỉ nhớ lại như vậy và tôi cũng đã làm theo, bởi vì thực sự tôi rất bối rối, tôi không biết là cái này nấu hay chiên hay làm cái gì cả. Nhưng tôi bám được cái đề là ý nói là nấu với chân giò thì sẽ ngon, cho nên là tôi đã sơ chế và tôi nấu với chân giò. Tôi hy vọng là cái món hôm nay của tôi cũng phần nào đó làm đúng. Chân giò so với cả hôm trước nấu thì mềm hơn đúng không chị? Nước đục quá cô. Nước canh đục. Tôi cũng làm cho chân giò và tôi ninh, tôi mở vung từ đầu đến đuôi. Tôi cũng không chế cái gì vào ngoài nước không để tôi ninh ạ. Hôm nay thì khi mà sắp hết giờ tôi mới cho atiso vào. Cho nên là tôi cũng không biết tại sao nó lại vẫn còn màu này. Mặn hả con? Mặn thôi ạ. Mặn mà nước, cái nước lèo nó đục à, mà con không có xài cái khoa, cái lá artichoke nữa, hơi uổng. Cảm ơn con, mời con. Mời chị Kim Quyên. Làm món súp bào ngư với rau củ, rau quả với rau thôi ạ. Súp bào ngư với rau. Dạ. Súp bào ngư. Em thực sự là hôm nay em rất là căng thẳng khi mà xử lý cái nguyên liệu này. Em dùng cái con gà, em lột toàn bộ ra và em nấu, em nghĩ rằng là nó sẽ ít bọt và nó ít đục. Em khi mà cái nước gà nó thật là trong thì em thả thêm một ít nấm đông cô vào cho nó thơm. Sau khi em hấp xong bào ngư thì em rửa sừng và em hấp rau. Tất cả đó thì em xếp vào và cuối cùng em chế cái nước gà cùng một chút xíu gừng này, một quả táo đỏ và một xì dầu cùng với một chút giấm đỏ ấy ạ. Thì em tạo ra cái nước súp này. Nếm thử nước súp của mình.
có một chút xíu vị ngọt, bởi vì là một là em cũng nấu nó tương đối nhiều chất, và hai là em thấy cái bào ngư ấy nó có một chút xíu vị, tức là em cảm thấy nó hơi mặn so với các loại hải sản khác ấy, thì cái bào ngư nó có vị. Em ăn bào ngư. Dạ. Có mặn không? Em nghĩ là có khi ngâm ở trong cái nước này nên nó đỡ mặn, chứ khi mà em vừa hấp xong ấy thì em thử thì em thấy nó có cái vị. Xin lỗi em. Dạ. Biện minh của em chả có lý gì hết. Bởi vì nếu như em nói rằng là cái bào ngư nó mặn, em ngâm ở trong nước thì cái nước nó phải mặn chứ. Bởi vì cái mặn nó ra cái nước thì cái nước phải mặn chứ. Nó lạt và cái nước nó là cái mùi táo chứ nó không phải là cái mùi thịt gà nữa. Bởi vì em nên nhớ là như này, khi mà bào ngư á, là một cái loại nguyên liệu rất lạt. Em nên nhớ là một nguyên liệu rất lạt, rất nhạt. Bởi vì nó chỉ là cái cơ thôi. Em thấy bào ngư cũng mỏng, mà cái nước lèo không có hợp với bào ngư. Cái mùi bào ngư mất à. Dạ vâng, em xin. Đối với cả những cái món mà những cái nguyên liệu cao cấp, và để em lấy nước á, thì em phải hầm để lấy nước, rau để lấy cái vị ngọt. Chứ nếu như bây giờ em để cái rau này vào trong cái nước thì cái mùi rau này á nó sẽ làm ảnh hưởng cái nước sốt của em. Món ăn á nó rất tinh tế, em chỉ cần sai một chút xíu thôi là món ăn của em nó không còn được cái nguyên thủy nữa. Rau quá nhiều và cái nước thì quá lạt. Rất cảm ơn. Với nguyên liệu chính là những loại thực phẩm vô cùng giá trị về mặt dinh dưỡng và kinh tế, các ứng viên không thể không có sai sót trong phần thể hiện của mình. Có thể nói, đây là một thử thách không hề đơn giản với bất kỳ ứng viên nào, và sự loại trừ có thể đến với bất cứ ai. Chúng tôi sẽ xin mời ba bạn lên phía trên này. Người thứ nhất là Kim Nguyên, người thứ hai là Minh Thủy, và người thứ ba là Thùy Dương. Đây là ba bạn nấu món ăn dở nhất trong ngày hôm nay. Đồng ý với việc các bạn ở dưới an toàn. Tại sao chúng tôi mời ba bạn lên đây? Bởi vì chúng tôi có một lý do. Các bạn ở vòng trước nấu cũng dở, và buổi chiều vòng hôm nay cũng dở như nhau, và người phải ra về. Đó là cô Minh Thủy. Món ăn buổi sáng của cô không đạt yêu cầu về cách làm cũng như chất lượng của món ăn. Và buổi chiều món ăn của cô cũng như vậy. Khi cô xử lý atiso buổi chiều, cô nên nhớ món của mình là món chính là nguyên liệu atiso, thì cái nước cũng như nguyên liệu chính phải là atiso chứ không phải là giò heo. Mà lượng giò heo nhiều hơn lượng atiso. Và việc thứ hai là cô không ninh đủ thời gian để cho atiso nó mềm. Đó là lý do tại sao chiều nay cô xử lý món ăn của mình là không được tốt. Hy vọng rằng cô cũng có được nhiều kinh nghiệm và biết được thêm nhiều món ăn trong thời gian qua. Và chúc cô luôn mạnh khỏe và tiếp tục đam mê ẩm thực của mình. Tôi chỉ biết nói một điều là tôi rất là cảm ơn chương trình đã cho tôi mở mang đầu óc thêm và hiểu biết thêm rất là nhiều món ăn và rất là nhiều kiến thức của các vị giám khảo truyền đạt lại cho chúng tôi. Xin cảm ơn cô.
khó khăn trong việc sử dụng bông atiso làm nguyên liệu chính cho món ăn của mình. Cô Minh Thủy đã phải dừng chân sau một chặng đường dài trong khu đầu bếp. Hy vọng sau khi trở về nhà, cô vẫn tiếp tục giữ cho mình niềm đam mê ẩm thực, nấu những món ăn yêu thương, làm ấm căn bếp trong gia đình. Bây giờ còn hai bạn. Về Thùy Dương, sự cố gắng của em những vòng qua chúng tôi có thấy. Nhưng những món ăn của em quá đơn giản, tôi cảm thấy rằng nó không thuyết phục được chúng tôi. Những món ăn của em tôi nghĩ giống như một bà nội trợ nấu hơn là một đầu bếp khi em ở top 8. Đó là điều mà tôi cảm nhận về món ăn của em. Còn về Kim Nguyên, sáng nay món ăn của em cũng rất đơn giản, và buổi chiều nay món ăn của em thì rất lạt lẽo. Những nguyên liệu em phối hợp nó không hợp lý, nó không thể hiện hết vai trò của một nguyên liệu chính. Và tôi thấy rằng món ăn đó cũng không thể thuyết phục được tôi hơn nữa. Chị Kim Quyên, chị có nguyên liệu để chế biến món ăn thường hàng, đó là bào ngư. Thì cái tổng thể nhìn những người chế biến về nguyên liệu bào ngư thì chị đã cho chúng tôi thấy rằng cái món ăn của chị không hình dung được cụ thể là món gì. Thành phần nguyên liệu nấu trong món ăn đó tạo nên một món ăn không cho chúng tôi cảm nhận được cái đặc sắc, ấn tượng và cái đúng trong món ăn. Hôm nay tôi thấy rằng các cái nguyên liệu rất là khó cho tất cả mọi người, và cho cả chị và cả Thùy Dương nữa. Nhưng nó phải định hình ra được người nào vượt qua cái thử thách khó khăn đó. Và tất nhiên sẽ có một người rời khỏi MasterChef Việt Nam trong vòng thi hôm nay. Hai bạn có tổng số điểm trong ngày hôm nay rất xích sao, chỉ chênh nhau đúng nửa điểm. Nhưng đó cũng là điều chúng tôi muốn nói với các bạn. Người nào ít điểm hơn phải ra về. Nấu ăn chưa bao giờ là đơn giản trong khu đầu bếp, và chiến thắng không có chỗ cho sự thể hiện sai lầm. Liệu Thùy Dương có thể vượt qua vòng nguy hiểm lần này để có thêm cơ hội khẳng định mình trong khu đầu bếp? Và Kim Quyên có thuyết phục được ban giám khảo với phần thể hiện quá đơn điệu và nhiều thiếu sót trong món ăn của mình? Thùy Dương, em có thể chia tay Kim Quyên. Và Thùy Dương là người an toàn trong ngày hôm nay. Tạm biệt với bà mẹ nội trợ nhỏ nhắn Kim Quyên. Dừng chân tại nhóm 8 người nội trợ tài năng, Kim Quyên đã chứng tỏ được khả năng và niềm đam mê ẩm thực của mình trong khu đầu bếp. Đội trưởng,
cố tập tiếp theo sẽ là Thanh Hòa và Quốc Trí. Xin chúc mừng hai bạn. Tôi không nghĩ là tôi sẽ làm đội trưởng và thật sự tôi rất là bất ngờ. Tôi không tin được. Okay. Xin chúc mừng các bạn đã lọt vào top 6 của MasterChef Việt Nam mùa đầu tiên. Và xin chào các bạn và hẹn các bạn vào tập kế tiếp.